Xin chào quý vị và tất cả các bạn, chúng ta đang quay trở lại với kênh của Đội Ngũ Happycar. Nếu các quý anh chị mà chúng ta đang quan tâm đến những dòng xe 16 chỗ mà kinh doanh thì có lẽ Ford Transit sẽ là một lựa chọn hàng đầu khi mà các quý anh chị ở trong phân khúc ví dụ như Toyota hay Mercedes-Benz thì thường hầu hết những cái dòng xe như thế này cũng phải có giá hơn 1 tỷ 2. Vì vậy là Ford Transit vẫn là ông vua trong cái việc phân khúc mà chúng ta chạy xe 16 chỗ cũng như là chúng ta có thể hoán cải một cách dễ vô cùng là dễ dàng để có thể vừa chạy kinh doanh vừa có thể kết hợp với rất nhiều các mục đích khác nhau dành cho anh chị. Ở trong tháng 4 này thì Quyết sẽ cập nhật cái bảng giá rất chi tiết dành cho tất cả mọi người đang quan tâm đến Ford Transit ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh. Và trước khi clip bắt đầu thì cả nhà đừng quên rằng ấn giúp Quyết nút đăng ký kênh của Đội Ngũ HPK và nút chuông cạnh để Đội Ngũ có thể ra được nhiều clip hay hơn cả nhà nha. Với mức giá niêm yết là 845 triệu đồng ở thời điểm hiện tại thì đại lý Ford ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh đang có chương trình giảm giá khuyến mãi là 10 triệu đồng, nghĩa là chỉ còn 835 triệu. Hiện tại thì đại lý đã có màu trắng, màu đỏ, màu bạc, màu ghi, vàng và đen có thể giao dành cho các cỏ quý anh chị. Nhưng mà tuy nhiên thì hầu hết xe đang có sẵn là màu bạc và hầu hết các quý anh chị chúng ta lựa chọn màu bạc và màu đen khá là nhiều. Vì vậy nếu mà mọi người đang có nhu cầu với các màu sắc thì mọi người vui lòng gọi điện hotline mọi người nha. Và để lăn bánh được dành cho các quý anh chị chúng ta ở Hà Nội sẽ là 963 triệu đồng, ở tỉnh và thành phố Hồ Chí Minh sẽ rơi vào khoảng 927 triệu dành cho các quý anh chị chúng ta đang quan tâm. Với những quý anh chị mà chúng ta vay trả góp, đại lý đang có hỗ trợ 80% giá trị của chiếc xe đối với dòng sản phẩm xe mới. Nghĩa là mọi người chỉ cần chuẩn bị đó chính là 20%, tương ứng là 295 triệu đồng là chúng ta đã có thể sở hữu và lăn bánh được đối với dòng sản phẩm Ford Transit rồi, dòng sản phẩm xe 16 chỗ ở thời điểm hiện tại. Đại lý sẽ hỗ trợ tối đa dành cho anh chị chúng ta khi mà lấy xe với lãi suất là khoảng 11,59% áp dụng trong vòng 12 tháng. Nghĩa là mỗi tháng mọi người kể cả vay tối đa đi chăng nữa thì sẽ rơi vào khoảng tầm dưới 10 triệu đồng. Quyết nghĩ rằng ở thời điểm hiện tại dưới 10 triệu cả gốc lẫn lãi là một cái con số khá hợp lý dành cho anh chị và chúng ta có thể tất toán bất cứ lúc một lúc nào mà chúng ta cũng không cần phải mất phí phạt kể từ năm thứ 3 trở đi. Đây là con số rất là hợp lý. Với Ford Transit năm 2023 ấy, thì các quý anh chị chúng ta cũng Quyết cũng nói một số các tính năng nổi bật ở trên dòng sản phẩm này, ví dụ như là màn hình giải trí lên tới là 10,1 inch, có thêm tính năng ga tự động và cân bằng điện tử. Ở phần đầu xe thì cũng được thiết kế mới và đồ họa chiếu sáng cụm đèn hậu được làm mới hơn và táp lô cũng được thiết kế lại và ghế hành khách ở phía sau cũng được thiết kế mới đi kèm với động cơ dầu tăng áp của dòng sản phẩm Ford Transit năm 2023. Với dòng sản phẩm 16 chỗ với kích thước khá lớn là 5820 x 1974 và x 2360, rõ ràng đây là sản phẩm mà không có đối thủ cạnh tranh ở thời điểm tại ở trong dòng sản phẩm xe 16 chỗ. Với số động cơ là turbo diesel 2.2 lít thì rõ ràng với công suất 136 mã lực tại 3.500 vòng một phút, mô men xoắn cực đại là 375 Nm tại 2.000 vòng một phút đi kèm với sụp số sàn là 6 cấp giúp chiếc xe trở nên là mạnh mẽ và khỏe khoắn. Một số các tính năng mà nổi bật ở trên dòng sản phẩm Ford Transit thì cũng có thể kể đến dành cho tất cả các quý anh chị, đặc biệt là ở phần bên trong nội thất. Chúng ta sẽ đi vào bên trong phần nội thất trước, giống như trên video. Khoang cabin là xe 16 chỗ của Ford Transit năm 2023 có bảng táp lô được thiết kế phẳng và gọn gàng hơn trước và đem lại tầm quan sát cho người tài xế. Hộc để đồ nằm ở phía dưới ghế lái phụ và chính giữa được lực bỏ thay bằng các chiếc thiết kế giả da và logo của Ford Transit. Được thiết kế vô lăng 4 chấu đa dạng và được kiểm soát hành trình bổ sung thêm phía sau tay lái, đó chính là màn hình đồng hồ analog đi kèm với giải trí CD. Với thiết kế được các dạng núm xoay, hàng ghế cuối cũng được tinh chỉnh gập linh hoạt, khu vực dưới chân ghế được độ nhỏ gọn hơn và gọn hàng hơn cho phép tăng cái dung tích chứa đồ khoang hành khách. Các tiện nghi mà xe bao gồm như là dàn âm thanh AM, FM, dàn âm thanh 4 loa đi cổng cổng kết nối là USB, hệ thống điều hòa 2 dàn lạnh. Về phần động cơ, Quyết cũng đã vừa mới chia sẻ dành cho mọi người thì động cơ mới cũng sẽ đem đến cái hiệu năng và giảm khí thải cho CO2. Và đặc biệt là những quý anh chị mà chúng ta mua Ford Transit thì Quyết cũng đã chia sẻ dành cho mọi người rồi. Với cái Ford Transit thì chúng ta sẽ có một cái sự đáng tin cậy về hệ thống an toàn được nâng cấp như là hệ thống cân bằng điện tử.
Bên cạnh đó thì bổ sung cruise control và trải nghiệm hoàn toàn là tốt khi mà chúng ta đi trên các hành trình dài, hay chúng ta có cân hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD cũng rất là hợp lý. Với mức tiêu hao nhiên liệu ở thời điểm hiện tại thì rõ ràng Ford Transit sẽ không có đối thủ ở thời điểm hiện tại. Cho tới nay thì phiên bản Philip năm 2023 cũng đã giúp cho chiếc xe này tạo nên được cái vị thế trước các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như là Hyundai Solatis hay là chiếc xe Toyota Hiace với cái giá bán tương đối lớn. Và đó chính là những cái thông tin mà Quyết muốn chia sẻ dành cho tất cả các quý anh chị chúng ta đang quan tâm đến Ford Transit với mức giá khuyến mãi 835 triệu, lăn bánh tại Hà Nội 963 triệu, lăn bánh ở tỉnh 927 triệu. Và nếu quý anh chị chúng ta đang có nhu cầu đặt hàng thì mọi người vui lòng gọi điện hotline ở phía bên dưới góc trái màn hình. Cảm ơn mọi người, còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Hãy like và đăng ký kênh, ấn chuông thông báo để nhận được thông tin mới nhất. Gọi điện vào hotline hoặc ấn vào phần link mô tả để được nhận báo giá mới nhất của xe. Bạn đang muốn định giá xe cũ của mình hoặc mua bán xe đã qua sử dụng, Happycar sẽ hỗ trợ dành cho tất cả mọi người. Định giá xe cũ uy tín nhất, chất lượng nhất. Happycar, chuyên định giá và mua bán xe đã qua sử dụng. Gọi điện vào hotline ngay mọi người nhé.